Tiếp tục video số 26 này, mình xin giới thiệu tới các bạn bán đấu diễn ra năm 1978 giữa hai danh thủ là Trần Quế đại chiến Hứa Kim Thành. Trong bán đấu này, danh thủ Trần Quế cầm đen thủ hậu đã xuất sắc đánh bại danh thủ nhà họ Hứa cầm đỏ đi tin. Bán đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi.
Đến đây, danh thủ Hứa Kim Thành buông cờ đầu hàng, trận cuối cầm đen thu hậu đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.